Bác Lâm Thanh Hạnh xin kính chào quý vị và các bạn đam mê nhạc trên khắp mọi miền Tổ quốc thân mến. Vâng, hôm nay trong buổi chiều của ngày mùng 10 tháng 1 năm 2020, cửa hàng âm thanh Đức Hạnh rất vinh dự được chào đón một vị khách hàng đến từ Hưng Yên. Anh về cửa hàng âm thanh Đức Hạnh lựa chọn cho mình một chiếc đầu băng cối Akai 646. Chiếc này thì là hàng xuất Đức, điện 220V, rất dễ sử dụng trong không gian của anh và cũng như tất cả những quý khách hàng ở Việt Nam thì luôn sử dụng những thiết bị có điện 220V, đỡ phải đảo điện ạ. Vâng, chiếc đầu băng cối Akai 646 về với cửa hàng thì cửa hàng cũng thông báo hàng về rất là chi tiết rồi, còn rất là mới và đẹp luôn. Vị khách hàng đến từ Hưng Yên, anh cũng đã lựa chọn và mua sắm các thiết bị bên cửa hàng cung cấp. Vâng, anh cũng là những vị khách hàng đã từng mua các thiết bị bên cửa hàng âm thanh Hạnh cung cấp. Vâng, chiếc này thì có độ đẹp 98%, cửa hàng cũng đã thông báo trên kênh của mình rồi. Và vị khách hàng xin được giấu tên. Vâng, đây là một chiếc đầu băng cối Akai có modem 646. Vâng, chiếc này về với cửa hàng thì cũng đã được những vị khách hàng trên kênh theo dõi. Và sản phẩm thì rất là đẹp luôn. Vâng, đây quý khách hàng có thể nhìn qua góc máy quay này. Hai mã gỗ rất là đẹp. Vâng, điện 220V. Vâng, đây là sản phẩm mà cửa hàng đang muốn gửi tới quý khách hàng, một chiếc đầu băng cối Akai 646. Đẹp xuất sắc như vậy, những vị khách hàng đến trực tiếp cửa hàng đều có những lời khen ngợi. Những chiếc đầu băng cối Akai bên cửa hàng cung cấp thì rất là đẹp và mới. Vâng, giá tiền thì cũng không hề rẻ, rất là đẹp. Vâng, vậy âm thanh Đức Hạnh làm clip ngắn như vậy thông báo cho những vị khách hàng đang theo dõi trên kênh của âm thanh Đức Hạnh được biết. Chiếc đầu băng cối Akai 646 cũng đã có chủ theo vị khách hàng về Hưng Yên ngày 10 tháng 1 năm 2020. Vâng, vậy cửa hàng âm thanh Đức Hạnh thì vẫn còn những chiếc đầu 635D lút đỏ mới về trong buổi tối ngày hôm qua và 635D lút trắng còn một chiếc còn nguyên thùng hộp và 630D cũng còn thùng. Và trong ngày mai, cửa hàng tiếp tục cập nhật những chiếc đầu băng cối Akai về với cửa hàng để phục vụ theo nhu cầu đam mê của quý khách hàng chơi những dòng nhạc cổ. Vâng, xin thân ái chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý khách hàng trong các clip tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.